Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ phát động trực tuyến toàn quốc chương trình Sóng và máy tính cho em, nhằm huy động 1 triệu máy tính và kết nối Internet hỗ trợ học sinh nghèo học trực tuyến. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hiện nay cả nước có 26 tỉnh, thành phố đang dạy học trực tuyến với khoảng 7,35 triệu học sinh, trong đó khoảng 1,5 triệu học sinh chưa có máy tính để học. Chương trình Sóng và máy tính cho em đặt mục tiêu phủ sóng toàn bộ trên 1.900 điểm chưa kết nối Internet di động trên toàn quốc. Trong năm 2021, huy động 1 triệu máy tính cho học sinh sinh viên thuộc hộ nghèo cận nghèo, trước mắt ưu tiên cho các địa phương đang giãn cách theo chỉ thị 16 và thực hiện học trực tuyến. Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trực tuyến là phương pháp học tập mới, mang tính tình thế nhưng phù hợp trong điều kiện giãn cách xã hội. Chương trình Sóng và máy tính cho em là thông điệp thích ứng phù hợp với tình hình quản lý, sự thay đổi và lan tỏa lòng nhân ái. Chương trình sẽ truyền đi năng lượng tích cực, ý nghĩa nhân văn đến với cộng đồng để góp phần xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn trong kỷ nguyên công nghệ số. Ngay tại lễ phát động, chương trình đã nhận được sự ủng hộ hơn 1 triệu máy tính với trị giá hơn 2.500 tỷ đồng.